Thôi và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại kênh Li Game Gamer Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi một cái trò thật là ngu ngốc Hay được nói là nghịch dạy đó anh em Và rất nhiều anh em xem video này có lẽ là sẽ chửi mình rất là nhiều vì cái tội ngu người của mình Tại sao không bỏ cái số tiền này để mua trác quỷ Ubi ở trong tựa game Lost Root Hay là mua cái game pass để tìm trác quỷ Thì một lát mình sẽ giải thích cho anh em hem Thì đối với cái tựa game này đó là một cái tựa game mà rất là khó farm cũng như là tìm trái quỷ nó cực kỳ khó khăn nhưng mà có những trái quỷ cũng rất là đã luôn anh em nhưng mà rất khó sở hữu nó nếu mà anh em không sở hữu gamepad theo tựa game này thì mình điếm người chơi đó cuối tuần thì có lẽ là lên được một trăm mấy hai trăm người nhưng mà riêng ngày thứ đó thì mình mới vào tựa game này mình thấy là tầm khoảng đâu hai chục cho đến ba chục người chơi thôi anh em rất là ít luôn em có lẽ là anh em bây giờ anh em đang cài cuốc những cái tự game khác rồi Cài chia tự game này tốn thời gian mà không có trác quỷ Hứng thú đầu tiên để anh em chơi game là anh em sẽ có được trác quỷ Đó là mình quyết định mua cái game pass này để dụ dỗ Vinh cũng như chủ tịch Hoặc là tấn tài gaming vào chơi tự game này Tấn tài gaming thì đã có chơi rồi anh em à Nhưng mà do mấy trác quỷ cùi quá Nên là tấn tài gaming không tiếp tục phiêu lưu được Còn riêng Vinh với chủ tịch đó vào cấm đầu cấm cổ farm mấy con lính, farm cũng không nổi nữa. Nên là chơi làm gì? Nên là mình phải tạo một sự hứng thú cho người chơi trước. Nên là mình quyết định là mua cái game pass này để à, dụ dỗ Vinh à, với chủ tịch với Tài vào chơi lại cái game này em ở à, Tài chơi rồi còn Vinh chủ tịch chưa chơi. Những à, người chơi mới vào thì điều đầu tiên làm họ hứng thú là trác quỷ anh em cũng vậy thôi anh em tìm được trác quỷ thì anh em mới hứng thú chơi nhưng mà khả năng tìm được thì nó rất là khó khăn luôn anh em rồi quay về chủ đề chính của chúng ta là cái game bát thì muốn mua được cái game bát này đó thì mình cần phải có robot một đó là mình sẽ mua ở trên group bên ngoài nhưng mà hiện tại rulock đang cấm tuyệt những cái group bên ngoài cái độ mua robot bên ngoài nguy hiểm dẫn đến tương lai cái ạt mình bị đai rất cao ha nên là mình quyết định là sẽ mua trực tiếp trên rulock luôn thì đối với cái số tiền á thì 20 đô đổi ra là 468.421 đồng heo Đây mình sẽ bấm thử vào cho anh em xem luôn là mình à, mua được bao nhiêu 19 đô phết 99 cho 20 đô nha anh em Nếu mà không có uh, rolex uh, premium á thì mình sẽ uh, mua được là 1 700 còn mà có uh, Minimum ấy thì mình sẽ mua được một à, 1870 tám Nói chung là mình à, sẽ lời à, được thêm một à, nữa anh em. Đọc minimum cho vui thôi nha anh em. Chứ này đọc đúng là premium ha. Đó. Tại vì mình đọc cho vui vui vậy thôi. Rồi thì mình à, phải mua hai lần anh em. Vậy là cũng gần cũng gần cả triệu chín trăm mấy của mình đó anh em à. Bây giờ mình mua một lần. Rồi sau đó là mình mua thêm một lần nữa. Tại vì nó thiếu à, nó thiếu tầm khoảng 1020 Robux để mình có thể mua được cái game pass tiếp theo mà anh em. Nó, nên là không ổn không ổn phải mua thêm một lần nữa ha. Đây. Bình thường á thì mình chỉ có thể mua được mấy game pass Google để em còn muốn mua được game pass cao nhất là phải nhấp đó hai lần anh em à. Rồi bây giờ lít vào mua luôn nha anh em, chơi luôn nha. Từ nãy giờ à, quần quần xà quần hơi bị lâu rồi đó. Continue tốn tiền, tốn tiền. Mà mình à, tốn tiền như vậy thì à, trước khi mà vào để review cái game bát đó đó thì mình có những cái kênh sau đây à, nếu mà anh em nào yêu thích mình á, muốn thấy được gương mặt của mình đó thì vào đăng ký kênh à, Trendly Vlog để ủng hộ mình em Còn mà vào ui hà bá thủy tời nhập thể anh em, anh em cho mình cái dislike kèm theo quỹ đăng ký luôn em Tại vì à, người thiệt không như à, anh em tưởng tượng trong đầu đâu. Rồi anh em có thể đăng ký kênh Trendy Anime để xem những cái tựa game mà liên quan đến Anime. Mình hiện tại mình đang chơi cái series mới nhất mới, mới nhất trong năm nay để anh em, One Piece Pirate War 4 ha. Anh em có thể vào xem để ủng hộ mình. Còn mà nếu mà anh em xem những channel khác rồi đó thì anh em cứ giữ vững anh em xem channel khác. Còn nếu mà thấy mình phong cách bình luận khác họ hoặc là hấp dẫn hơn họ thì anh em hãy xem và ủng hộ mình còn nếu mà dở quá đó thì anh em vào uh, dislike kèm thêm một cái comment chửi cũng được rồi bây giờ thì mình uh, sẽ uh, bắt đầu vào để review cái game pass này em tốn tốn 2890 rồi đó anh em à bây giờ phải vào phải kiếm cho được trái ác quỷ để gỡ lại chưa không phải là check tốn tiền rồi đó nha chưa chi gì thấy tốn kém lắm rồi đó vào game này thì uh, lúc vào nó hơi lâu anh em à mình phải chờ đợi Vô rồi, vô rồi, vô rồi Bỏ ngay cái đoạn đó Vô rồi thì anh em cứ bỏ ngay cái đoạn đó qua em Bấm vào đây, đừng bấm new game nha anh em Bấm new game là coi nhanh rạch nó mắt á Mình cài game này cũng nâu lắm rồi đó mất nhanh vạch là chua chát lắm luôn á Vào để mình coi thử có cái trái quỷ xuất hiện không Chủ yếu là trái quỷ có hiện ra hay không thôi Để mình coi thử cái game pass này hoạt động sao Chứ dưới số tiền hiện tại mình mua trái OP hiện dễ quá rồi nhưng mà mình mua treo bi ở bên cái tựa game Lock đó anh em Chỉ có 2 ba Mình cho cao lắm là 2 500 đó Tại vì mình quên cái giá của nó rồi Mình nhớ hình như là mang máng là 2 ba robot là cao rồi anh em à Thì mình có thể mua và sở hữu riêng cho bản thân mình Nhưng mà không thích anh em Cái đó là riêng cho bản thân mình thôi Còn riêng còn riêng cho anh em mình có cho được đâu Nhưng mà mình mua game pass Game này có thể cho được anh em trái quỷ Đó còn riêng mà game bát Lost rút hay những tựa game khác là sao mình muốn mua. Tại vì có shop bán trái quỷ con game này làm gì có shop bán trái quỷ anh em. Mình phải tìm tìm đỏ con mắt á, bấm vào đây à. Đây 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 trái quỷ ra nè anh em. Vừa vào anh em thấy không? Thời gian trái quỷ biến mất nè ha. 8C, 8C 4H3E 6G thì sẽ có địa điểm 8C. 8C là đây nè anh em. 4H 4 h là ở đây nè 4 h là đảo này ha 3 e 3 e là ở à, cái này 6 g 6 g là đây à, rồi, 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 rồi rồi mình sẽ đi đi từng đảo một ha hiện tại là mình đang ở đảo nào đây hiện tại chắc mình đang ở lót thao nè anh em rồi bây giờ mình sẽ chạy qua 3 e trước ha rồi đi 3 e đi 3 e đi 3 e đi 3 e trái quỷ ra rồi đi tìm thôi anh em à có trái quỷ ngon á Đi thôi trời ơi bay bằng nút táp rồi ôi hèn chi hiến quên quên mang máng ha ôi cái thiền bam đã rồi Đi thôi còn lâu mới mất mà anh em bây giờ mình à, qua khu vực à, bay e trước bay e gần đây mà đó lót thao mình xẹt qua đây thôi là tới rồi Nè cái đậu tuyết nè anh em Ôi đừng 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 bị cuốn vào cái Cái nóc sấy xì nãy bài đó Đây 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 Chính nó đó anh em Nó là khu vực bay ha Rồi lại coi liền Có trái quỷ năm đó là quém Lậm lúa nó liền Nè cái thời gian nó biến mất nè Chưa mất nè Không biết trái gì đây Trái gì vậy? cứ kiếm đi nè mà Này có không Không có không có không có Mình đang sở hữu trái bika đông người nha anh em Trái bika ở đây thì chỉ tay le được thôi chứ ba không được Rồi trái quỷ đó không có rồi Trời ơi tưởng đâu cái em bát nó hoạt động sao Trời ơi mình cứ bấm thanh dài hoài luôn đó anh em quen rồi. Hành dài, hành dài, hành dài với Quy cứ bấm lộn hai phím đó hoài à. Rồi tiếp tục coi coi địa điểm 4H. 4H là cái hòn đảo uh... Hòn đảo phía sau đây nè anh em. Đây nè, 4H là hòn đảo này nè, trào đó coi cái game pass nó không chỉ ra đúng cái vị trí đó luôn á nó nó chỉ ra cho mình bốn vị trí thôi coi như là nó lượt bỏ nó lượt bỏ những cái vị trí còn lại ha. không nó chỉ ra những cái vị trí đó cho mình đi tìm thôi và thật sự ở đây không biết là thời gian xuất hiện trái quỷ là bao lâu anh em à chắc một tí xuất hiện một lần mà do mà do cái server nó mở ra đó mình không biết là cái thời gian nhất định nó bao nhiêu nên là phải cần có game pass ha có game pass mà tìm không được nó thôi thua á rồi Rồi 8C 8C đảo Tân Thủ rồi 6G 6G là đảo này Trời ơi sao Sao mà nhiều dữ vậy Này tìm chắc trào đòm quá Nhất là hòn đảo bên kia kìa Biết kịp không nữa 1 phút có 60 giây à Thôi Thôi đi toàn à Lát chắc John server khác kiếm nữa <laughs> <laughs> chứ nhờ biết sao giờ anh em tiệm ra giờ sao Gặp mình gặp mình không có trái nào bay lượng trên không trung nữa chứ Có trái bay lượng không trung mới ra mới ra bay lượng không trung Mà ở đây có mày ra không ta Cũng không chả nhớ nữa Không biết trái quỷ có bao nhiêu trái nữa quên mất hết rồi Lâu quá không chơi rồi anh em à Giờ quên sâu quên cách di chuyển sao luôn à Mình nhớ có di chuyển bằng mấy đường kiếm nữa đó nhưng mà tìm tìm bằng kiểu này là chết tìm cũng kiểu này chết thì ừ, quên tắt nhạc nó chứ từ nãy tè tè té tè tè cho chút chết mình hay chi vậy qua đây qua đây qua đây cũng được cái bắt đầu cái mình à... mình tẻ mình tẻ xuống đây ha cũng khá gần rồi lại đây trước đi trời ơi cây cối quá trời luôn Tìm đi chắc chết chết thiệt rồi anh em à không phải chết giả đâu nó trời ơi có bika đi tốc hành ồ cái này chạy nhanh được mình như hình như là chỉ chạy được uh, với cái vận tốc như vậy thôi cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy ai vậy ai mà cãi trừ vậy Trời đất ơi Bảo chúa hay gì vậy Bụ gan à Chơi mình đó anh em Cỏ gan cỏ ôm Haki bật Haki bật lúc nào quên à Trời đất trời gốc. Trời Vô đây vô đây là mạnh lắm mẹ cái ca này mình quên cách xài rồi chứ hiện tức vô đây vô đây vô đây mạnh lắm hè mạnh lắm hè Kiểu nút mà còn bị đặt lên đây quá lộn hư hôi rang chanh đậu bơ khỏi tìm trác quỷ đứng ra con cam mày luôn nè bước vô đây lú đầu ra coi coi reset liền Thật ơi <laughs> tưởng gì dữ lắm anh em quýnh mình quý gì quýnh quá trời quá đất luôn mình bán lần chiêu nằm đóng như đống rác <laughs> ghê lắm làm hay hết là mấy nay không farm nha ồ mình tưởng đâu mình tưởng đâu tự thứ dữ là chết rồi. À. cái ca này không xong không thọ rồi nào ngờ cái gì nữa đấy ông nội à xuất hiện dí ca mình kìa anh em à thì ra là xếp ba mình đây mặn tại vì lâu quá đó mình mình không chơi game này thôi Dĩ dĩ mình dĩ mình Cũng đồng môn với Mika với nhau không à Thì chứ Haki lúc nào quên rồi ta Tự nhiên cái quên Quên ngang bằng cái Haki lên Dĩ 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 Xuống đây dĩ Xuống đây dĩ Ôi chết 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 Reset lại liền chứ Reset lại liền Đâu có ngu dại gì anh em Vậy dạ là bên đây bên đây là có người cam rồi em Nói chung á Là mình chưa quen cái cách PK lắm Để mình coi thử coi Haki bật nút nào Quýnh cái đầu ghẻ không nè G, G với H, G với H Đã yếu mà bị đặt ra đây cam cam Thứ này ghét lắm nha yếu hơn mình nhìn nhìn thấy nhân vật biết yếu hơn mình rồi nhìn nó biết ha hết là mình xài cây này nha mình xài cây kia là tới số thôi lo đi tìm trái quỷ đi anh em à nhân vật đó chả quan tâm nói chung là quýnh quýnh cũng không thấm mình là nhiều nhưng mà cũng phải điếm để giữ bao ti chứ anh em nhân vật kia chơi điếm mình cũng chơi điếm thôi leo đây coi bày trò gì đến nè thôi <laughs> đi tìm đi tìm trác quỷ à còn nhiều thời gian nữa đậu điên rồi nha bắt đầu bố đây nổi sùng rồi đó đã yếu lo đi farm đi ông nội chi vậy vậy Ủa cái suru là nào nữa ta à, đây 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 Còn hình như phím vơi cái nữa phải à, phím vơi không phải cậu dí bắn mình kệ anh em anh em anh, anh, em thấy được không ủa sao sao chi không ra ta ủa sao lại đây rải nữa ở đây bắn chiêu mình không thấm nhiều mình bắn lần cá rống anh em thấy chưa Tại vì lâu quá mình quên cách combo á Chứ mình nhớ cách combo đi là thấy cái cảnh với mình Mà thôi không tìm bên đây nữa Bên đây thanh niên cam mệt lắm Mất trái quỷ anh em à Cam cam lo đánh lộn với thanh niên đó mà Yếu rồi ớn rồi Nóng, nóng lạnh rồi Bắn chiêu kia mình đâu có nhiêu máu đâu Mình đóng lận cái Sám mang gió rồi Thôi đây 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 đây, đây vui 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 họ lui thiền anh đi à mất trái quỷ à có bác không tìm được trái quỷ đụng thanh niên đó nữa chứ anh xây thiền đi à biết rồi tội núi, núi núi này cao núi kia cao hơn chứ anh em thấy số tiền của mình đây hả mà vô 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 đó rút dắt mặt dơ làm gì Thôi mà giờ giờ chắc tìm không ra rồi anh em à. Bị bị hình đi nó cam mà. nên nó giờ chắc chạy rồi. Để mình à, chưa lên được trên đó tức thiệt chứ. Lỡ nằm trên đó sao ta? cậu đi, đi không kịp rồi anh em à, đi không kịp à, ghét. Xây thiền lại kiếm kiếm hình niên đó dĩ quấn cái đầu ghẻ không nè à. để coi bảo vệ cây cờ này anh em tại vì cái cờ này á là anh em xài sẽ có được cái điểm chơi bơi ha ủa oh. ồ. cho kêu đồng bọn vô hả mất trái quỷ à còn 27 giây nữa chắc ra server khác nha anh em mất ra server khác ha. chiêu chiêu lâu quá mình không có nhớ aki nè bá dương thì cũng có rồi táp c nè ha mình còn một chiêu để showroom nữa Con này là gì đây? Số 5 À, phím số, phím số Hiện tức Phím số Nhưng mà không nhớ Đây như có một chiêu này B nè C và B thì mình sẽ được dịch Showroom hai lần nè ha Cộng thêm Pika nữa nè, B nè Rồi C nè Rồi xài chiêu nè Oh, oh, oh. Cỡ nãy mình nhớ đi rồi Rồi thì mình chặt đâu cái đầu mò rồi Không có nhớ quá rồi Hết hiện rồi anh em à Rồi để mình đi server khác thử lần nữa ha Không được thì thôi vậy Chắc quỷ khó tìm nha Có game pass có Có game pass anh em phải chạy theo thời gian nữa Tại vì game pass nó sẽ chỉ mình bốn địa điểm Nó sẽ tóm tắt lại bốn cái địa điểm đó Mình không có đi hết anh em à không đi hết đảo hay là mình mua sống game pass mình mới nhận ra một điều rằng là mấy địa điểm đó là mấy địa điểm chính mà nó bam luôn không còn những địa điểm nào khác nữa không chứ không có đâu với lại mình mua game pass này nó có lợi một cái đó anh em như mình nói á là anh em sẽ được thấy cái quỷ nó bam đấy chứ bây giờ xe vợ không có xe vừa vip cỡ mà có xe vừa vip á anh em canh một tiếng một hồ được hoặc là anh em nào mà lần đầu tiên mà vô server thường á đó, đó, mà anh em mở chính thức mở cái server thường cho Cho nó chạy để mấy bạn khác vào chơi á Thì mặt may được Chứ mà những anh em nào á mà vào chẳng hạn giàu sao đi rồi biết cái thời gian đó ba hồi lúc mấy giờ làm sao canh được đó, anh em đúng không nên là game bán này có lợi thiệt nhưng mà nhưng mà ngặt nổi một cái đó là mình phải đi tìm bốn đảo Vậy cũng đơn giản mà Gì đâu khó Gì đâu căng quá Không có anh em à Có là hiện à Dạ hai Hai ngàn mấy của mình đó hả Hai mấy robot của mình Cuối cùng à, Không cánh mà bay Mà cũng không tìm được trái quỷ Mà bị thanh niên ăn niên ăn quýnh sắp mặt nữa chứ mà thanh niên Pika đó nãy tưởng mình yếu Tại vì trong game này kỳ lắm anh em à Mạnh được yếu tất thua Anh em yếu là bị dí cam hoài luôn á Cam không cho anh em farm luôn Tức lắm Hết là mình là bên Tân tân giới mình qua Bên Đại Hải Trình mình về à Chứ mấy thanh niên nó cũng quýnh mình ná, ná lửa rồi anh em thấy không bắn mình đâu mất nhiêu máu đâu Mình máu ngàn tám cho thanh niên nó máu tầm ngàn à Với, với mình bắn lần trăm mấy máu thanh niên nó bắn mình lần có bảy lăm máu à Rồi biết ai mạnh hơn rồi Thực lực mình hơn thẳng Lao vô ăn ăn hết một chiêu của mình là đi đời Đâu để mình thử đi kiếm một cái xe vờ nữa nha anh em Nếu mà không được nữa thôi ha Không thấy trái quỷ nó báo lên anh em à Tại vì mình lay quay lay quay chắc cũng có mấy phòng đó chắc Trời đất ơi ba người luôn <laughs> Ôi, chắc cái này muốn tìm trái quỷ là phải treo rồi anh em à. Chứ bây giờ đi qua đi ra thì bây giờ còn có bao nhiêu phòng đâu. Có 3 server, 4 server hoạt động à. Vậy là chắc phải chờ rồi em. Rồi, coi như là video ngày hôm nay xui xẻo đi anh em. Đụng thanh niên kia cam thấy không? Cam riết mình phải bỏ chạy server luôn, dám ở trong đó nữa. Quýnh trống à. Rồi cũng hẹn gặp anh em và bạn trong video lần sau và kế tiếp của tựa game của One Piece Final Chapter ha. Thì mình sẽ cố gắng tìm một hai trái quỷ gì đó cho anh em xem. Coi thử coi là dẫn may của mình tìm được trái quỷ gì. trước khi kết thúc video để xem coi trong túi mình có được bao nhiêu trái quỷ. Ô. Ô. Ô la la. Đây nữa này á được tầm khoảng 4 trái rồi anh em, giỡn đâu heo. Được. Ngon. Được Mấy bản đồ này bỏ cũng được nữa nè Nó không quan trọng mình làm chết mình lấy lại bản đồ mới được mà nhưng mà đừng bỏ gì bỏ anh em đừng bỏ trái quỷ là được rồi ha đó giờ là ngon lành cả đào rồi thì à, cảm ơn anh em đã theo dõi video em trong lần sau và kế tiếp thì mình sẽ tìm được trái quỷ rồi bye bye anh em nhá